chạy phải giá chạy không phải thôi đem về đậu nghỉ chứ không đi chạy bị bà này kia giá cả là giá cả quá rẻ làm sao mà làm có sống. Tao không thận thảo là không chạy luôn không tao. Ờ không chạy. Em về đậu nghỉ. Dạ là vô nghỉ kiếm. Vậy khu vực này là coi như 350 thôi không? Ở đây anh 8. Chứ giờ là 300 cũng không chạy luôn. Không, đem về nghỉ, cho kêu lính đem về nghỉ liền. Là không chạy luôn. Máy lính máy mà cắt mà dưới 300 ha. Công mà dưới 300 là anh 8 đem máy về nhà. Không làm máy quá làm giàu rồi, làm kiếm là tự đi với nó đáng hết trơn. Vậy vậy. Ừ. Vậy cái đó chứ dạ. Ta nói mua chiếc máy sắm chạy mùa mua lại chục công. Hồi cái độ chục công mất tiêu luôn. Còn có máy không? Đó là đầu tiên là được chục công như cái máy. À chạy chiếc còn có máy bán luôn chục đất luôn. Bán chục đất luôn. Đó là đổ dầu á. Ừ, đổ dầu mà chạy dần dần nha, sao sống phải không? Máy chạy. Ê. Ê, thoát tiệp ê. Trời ơi. Mình cũng liệu theo luôn cả trời, thấy mất hồn. Rồi dầu chảy ra luôn rồi. Rồi xuống tới đây hết mẹ dầu luôn rồi. Rồi thì ở đây là vừa cắt một lượt hai cây luôn đó nha. Một dòng máy thôi. 95. Với miếng cuộn này quá nhỏ thì hai máy này nó chạy vài vòng hết rồi. Ôi ôi quá nhanh luôn, quá tốc độ luôn. Cái dốc quá ghê quá cả nhà. Rồi cái này tài xế thì cũng hay, lái xuống cũng ngọt xớt nè. Thì đây là cây gì đô la cả nhà, DC 100. Xuống ruộng thì cắt luôn á cả nhà. Trời thiếu gỗ ơi. Thiếu gỗ rồi. Trời ơi. Ông bà khe tắt à. Rồi cái dốc này thấy ghê quá cả nhà. Để coi tài xế này lái xuống sao ha. À chạy lại đó để cho máy máy xúc nó chạy xuống nha. Rồi cây Kubota 95 chuẩn bị xuống ha cả nhà.
dốc này quá cao ha cả nhà ơi. Không biết tài xế xuống một cách nào đây nè. Qua anh kia một chút. Rồi xuống đi. Có ai leo lên đầu dàn xuống ơi. Ê. Ê, thoát tim. Ê. Trời ơi. Mình cũng liệu theo luôn cả nhà ơi, thấy hết hồn. Rồi dầu chảy ra luôn rồi. Rồi xuống tới đây hết mẹ dầu luôn rồi. Uống cái dốc quá căng thẳng cả nhà. Rồi thành công. Rồi thì ở đây là vừa cắt một lượt 2 cây luôn đó nha. Một dòng máy thôi. 95. Còn lượt 2 máy luôn cả nhà. Với miếng cuộn này quá nhỏ thì 2 máy này nó chạy vài vòng là hết rồi. Ôi ôi quá nhanh luôn, quá tốc độ luôn. Đây chị chủ cuộn cả nhà. Bên đây có công hả chị? Cái con đâu nữa? Chưa bên kia chưa chính hả? Chủ quận thì có một vài công nha cả nhà. Chị ơi sao mà cái dụng bên đây mình chủ quận ít đất dữ vậy chị? Người có vài công không ngồi kìa. Là cái này ngày xưa nhà nước chia cho mình đó hả? Phải không? Hai mình sang. Do gia đình chia ha. Quá dữ, hai cây độc cái này chạy tốc độ quá dữ rồi. Rồi cây đô la vượt vượt mày qua mặt luôn. Hiện tại thì chưa được nha. Quá dữ rồi, quá dữ rồi. Rồi rồi, đô la chuẩn bị qua mặt. Cố lên, cố lên, cố lên, lẹ lên. Rồi. Rồi đô la đã dẫn đầu. Cây đô la đã dẫn đầu. Đó. Rồi cố lên, chính lên. Thì mới đầu đô la cây 95 dẫn đầu thì bây giờ cây đô la đã qua mặt luôn. Quá dữ, quá dữ. Rồi bây giờ cây đô la đã bỏ xa cây 95 rồi. Cố lên đô la ơi. Đi vô đô xe với cả nhà. Rồi cái bây giờ cây đô la đã dẫn đầu hơn một lối rồi cả nhà ơi. Rồi cây 95 chỉ biết đi sau thôi chứ bây giờ không thể nào qua mặt được rồi. Thôi rồi cây đô la chạy quá trời chạy rồi. Với một công đất này thì hai cây máy này chạy chưa đầy 10 phút rồi cả nhà. Đó. Rồi cho xuống lúa luôn. Ở đây là một công cuộn thúng đây cả nhà, để mình xem được bao nhiêu bao ha. Rồi thì mình đoán chắc tầm 15 bao cả nhà ơi. Rồi không được 15 bao luôn. Rồi 6 bao, 7 bao. Ở đây là một công cũng đúng nha. Một công này là một công nhỏ thôi, công tầm nhỏ thôi cả nhà. Ở đây là 7 bao thì một công cũng này tầm
23 bao ngay cả nhà. Rồi giờ thì sắp sửa xong luôn rồi. Đó, 2 bao, đã thả 2 bao xuống luôn. Rồi vậy là 9 bao. Rồi còn một lối duy nhất. Rồi thì cắt xong máy kéo cũng thả qua để chở lúa cho vụ ruộng luôn cả nhà ơi. Rồi 15 16 bao cả nhà ơi. 16 bao luôn. Vậy là cuộn này không đạt nha. 16 bao lúa thì cỡ cái tầm 750 780 cái gì. Rồi chủ ruộng gom lúa cho sạch vô để vô bao luôn. Vét cho kỹ em ơi, chủ ruộng hết rồi. Không đầy một tấn ra là 800-900 kg rồi. À. Rồi thì video cũng xin kết thúc ngay cả nhà. À, các nhà xem hay thì cho một like và một lượt đăng ký ủng hộ kênh nha. Rồi cặp máy 195 tấm tập trung qua đây ha cả nhà. Rồi thì cắt miếng kế luôn. Bán luôn hả? Rồi trên đấy chiếc thứ hai nha cả nhà. Thì khu đất bên này tầm 1 công á cả nhà, mà với hai cái máy này thì chịu thua rồi, quá trời cắt rồi. Chuột à, chuột à. Quá trời chạy à. Chuột đó nha. Chuột đánh chui ở đây rồi. Quay trở lại với cặp máy 95 và 100 hả cả nhà.
Khúc này lầy quá rồi. May là không có mất lầy á cả nhà. Cây bên kia chạy cũng quá trời nhưng mà không lợi cây đô la ha. Cây bên kia là cây 95 cả nhà. Rồi bên kia thì còn lối hai lối nữa là xong rồi. Bên đây cũng vậy luôn. Hả? Rồi cái đuôi này thì còn một lối nha cả nhà. Thì phía trên thì còn hai lối, rồi dưới này thì còn một lối thôi. Chạy tốc độ quá, cả chuột cũng chạy ra không lợi luôn, không kịp luôn á cả nhà. Rồi cái anh bên đây sao chạy đi đâu rồi, bỏ lại lối cù luôn rồi. À qua đó sửa cù luôn cả nhà, cho nó xong cái miếng đất này luôn. Quá bụi rồi. Mình đứng dưới gió quá bụi cả nhà. Rồi lại tiếp tục một chiếc máy cắt là chuẩn bị xuống luôn nha. Thì chắc là cắt mảnh đất gần đây thôi. Cái này anh thấy chuột hay gì nè, anh ve ve rồi không biết. À, cái cây còn gạch. Rồi hai cây thì cắt quá tốc độ cả nhà ơi.